như này. Dạ, mình làm siêu nhân. Anh có thể làm cái gì khác nữa là? Để anh làm. Đây nè. Yeah. Xin chào mừng các bạn đã đến với Talk Show On Air. Và đây là chúng tôi, Anh Thắng, Máy Bay và Tân Mục Phú. Và cũng như những số lần trước thì lần này bọn mình sẽ lại cùng nhau ngồi với nhau. Chúng ta sẽ ngồi bàn tán, chat chít, chém gió về những cái thông tin liên quan đến công nghệ hot nhất trong tuần, trong tháng, trong năm vừa qua. Và có thể chỉ cần nó hot thôi, bọn mình sẽ có thể bàn luận về nó một cách nghe như kiểu một cái buổi mà chúng ta ngồi nói chuyện bình thường với nhau nhất. Và thứ mà bọn mình muốn là sẽ là nhiều view để chúng mình có thể sắm sửa những chiếc ghế mới này. Và sắp chắn là mình sắp đặt một trường quay mới đúng không? Để có một cái video chuyên nghiệp hơn. Nào bây giờ hãy cùng bắt đầu vào phần đầu tiên. Như các bạn cũng đã biết, đó là điểm qua những cái thông tin mà chúng tôi không quan tâm. Vì thế chuyên mục có tên là I Don't Care. I Don't Care. Và những thông tin này là những thông tin mà chúng tôi không quan tâm, nhưng rất có thể là các bạn sẽ quan tâm. Bây giờ thì hãy cùng đến với thông tin đầu tiên. Trong tuần qua thì Xiaomi đã bất ngờ đăng thông báo tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam. Và đây rất có thể là một hành động để chuẩn bị cho sự tham gia của hãng này vào thị trường nước ta đúng không nào? Xiaomi chính hãng. Trước đây đã có một thuật ngữ mọi người rất là lẫn lộn giữa cái thuật ngữ là Xiaomi chính hãng, nhưng mà thực ra nó không phải chính hãng bởi vì đó là nhập khẩu chính hãng. Còn nếu mà để là được một cái tên như là Xiaomi chính hãng hoặc là Xiaomi Việt Nam thì cần phải có thành lập công ty ở Việt Nam này. Rồi có các hoạt động về truyền thông, thương mại và làm việc với các đại lý, với người dùng, có trung tâm bảo hành tử tế đúng không? Còn như hiện tại thì là đơn vị phân phối, có thể là FPT, có thể là một đơn vị nào đấy họ trực tiếp nhập về thôi. Và theo như mình biết thì họ gần như là không có hoạt động bảo hành, và cái hoạt động bảo hành của họ là như là đổi luôn máy khác. Và theo như là mình nghĩ rằng thì cái hành động mà khi Xiaomi vào thị trường Việt Nam này có thể là sẽ rất náo động cái thị trường di động chúng ta trong 2017. Thật ra nhá, Xiaomi là một thương hiệu rất là tốt, phần cứng họ build rất là tốt này, phần hoàn thiện họ làm cũng được, phần mềm họ làm thì ổn. Mà cái chính là rẻ đúng không? Và chính là rất là rẻ. Nhưng mà chỉ có một cái là cái vấn đề về phần mềm với về ROM. ROM khi mà chúng ta mua hàng sách tay thì gặp rất nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng ta phải cài ROM cook này, chúng ta phải root máy rồi là bla bla các thứ. Và khi mà thị trường Việt Nam rõ ràng chúng ta sẽ được hỗ trợ cái phần đấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hy vọng là ROM ngon hơn này, trong cái bản ROM thì không bị sai chính tả nữa. Viết những cái câu nghe nó rất là ngớ ngẩn. Tại vì là hình như là dịch từ tiếng Trung Quốc sang. Có kiểu người Trung Quốc kiểu học tiếng Việt mấy năm xong quay về làm cho Xiaomi, xong rồi dịch ra mấy cái câu. Và thực ra là chúng ta sẽ chờ đợi, tại vì là cả Việt Nam thì không phải cứ tốt là hay. Còn là quảng cáo, marketing nói chung, mà ở Việt Nam là một cuộc chiến marketing thật sự. Trong khi đó thì ngay tại Trung Quốc, Xiaomi vẫn chưa lao vào cuộc chiến marketing, thì không biết là ở Việt Nam Xiaomi có làm nên cái gì không. Thực ra bởi vì người Việt Nam có tâm lý hám rẻ mà, thực ra thì mình có thể tham khảo. Tức là rẻ là một phương pháp marketing. Bởi vì có thể tham khảo ví dụ như là thị trường cũng tương đối giống nước mình là ở Ấn Độ chẳng hạn. Ngay khi mà Xiaomi bước chân vào thị trường Ấn Độ cách đây khoảng một vài năm nhá, có những cái đợt mà bán kiểu flash sale ấy, dân tình đổ mua hàng Xiaomi. Thế là đấy, tự nhiên Xiaomi tạo dựng tên tuổi tại Ấn Độ. Nhưng mà chắc chắn là khi mà Xiaomi vào Việt Nam thì sẽ không có cảnh xếp hàng nữa, tại vì máy Xiaomi đã bán rất lâu rồi. Thì bây giờ bán máy ra có mà đã rẻ rồi thì không thể có một cái mức rẻ hơn nữa để người ta đi xếp hàng được. Chắc chắn là Xiaomi Việt Nam phải có một chiêu thức gì đó khác. Có thể là sẽ là từ phía công ty mẹ của Xiaomi, tức là bên họ sẽ có thể họ sẽ thắt chặt lại cái con đường mà điện thoại sách tay. Như là để chặn đầu trước ấy. Và họ sẽ đưa vào một số những cái sản phẩm mới. Sản phẩm này chắc là vẫn giá rẻ thôi, có thể ví dụ như là như là mình vừa đọc báo vừa rồi thì có ra mắt là con Redmi Note 4X. Đây chính là cái người kế nhiệm Redmi Note 3 Pro. Và có thể nó sẽ là, có thể thôi nhá, nó sẽ là chiếc máy đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam. Bởi vì con đấy nó có đầy đủ những yếu tố để có thể hấp dẫn được người dùng Việt Nam. Có thể mà em thấy bây giờ Mi Mix cũng xuất hiện rất là ít ấy. Có thể rồi. Mi Mix là cái flagship chính hãng tại Việt Nam cũng nên. Có thể là như thế. Nhưng mà theo flag Mi Mix thì nó là hàng kiểu limited đấy. Cùng với cả là giá nó khá là cao, mà để một hãng đầu tiên vừa mới vào Việt Nam mà để cho một người có nhiều tiền họ bỏ tiền ra mua một chiếc điện thoại như kiểu Mi Mix thì cũng hơi khó. Trong tuần qua thì cũng có một cái thông tin, đó chính là Facebook bị lừa. Biết sao không? Từ trước đến nay thì anh có thể lên Facebook và anh có thể nhận thấy rất nhiều cái thông tin, ví dụ như là đồn đó một ai đó chết chẳng hạn này. Rồi những cái tin gây sốc kiểu như là cha mẹ ấy con giết con cái rồi lột quần áo các thứ ấy. Thì đấy,
đấy là một cái vấn nạn của Facebook. Và có thể lúc mà anh kích vào cái đường link đó thì hoàn toàn là anh không thấy cái tin đấy, mà nó chỉ là câu view này, loan truyền tin rác và và người dùng Facebook ấy cảm thấy một cái xã hội này quá là loạn lạc. Và người dùng họ đang lên án, không chỉ ở riêng Việt Nam mà ở trên thế giới người ta đang lên án là Facebook đang dung túng cho cái sự lan truyền thông tin thất thiệt. Nó gây ảnh hưởng đến nhiều thứ về chính trị này, về cuộc sống này. Như anh cảm giác đúng không? Mình lên Facebook cả hàng ngày và mình thấy những cái thông tin đấy thì mình cảm thấy cái xã hội này đang rất là tệ, đúng không? Và mang đến cái những cái thông tin tiêu cực rất gây ảnh hưởng. Đó, và ngay trong tuần vừa rồi khi mà Facebook còn chưa biết là tìm cách nào để giải quyết được chuyện này thì chính họ lại là nạn nhân. Khi mà ở Thái Lan thì tất cả chỉ bắt nguồn hình như là từ một cuộc biểu tình ở Thái Lan thôi. Nhưng mà vấn đề là các cái trang mạng ở Thái hoặc là trang mạng trên Facebook nó rất tít ý. Nó rất tít các thứ, xong rồi đăng kiểu tin linh tinh lên cho bảo là kiểu đấy có khủng bố này, có ném bom này. Thế là tự nhiên Facebook nó có một cái cơ chế kiểu như là không phải nó tự nó bật cái chức năng safety check là bằng tay, mà là nó dựa theo kiểu từ khóa, từ khóa sự xuất hiện của từ khóa, chỉ cần xuất hiện quá bao nhiêu lần từ khủng bố hoặc là từ bom đấy, thì nó sẽ tự bật đấy, nó tự bật lên. Thế là cuối cùng là tự nhiên là thành một thông tin sai sự thật là ở Thái Lan có khủng bố, có ném bom. Đấy. Mà theo em được biết ý, nếu mà một cái nguồn tin nào mà tung những cái thông tin thất thiệt về khủng bố này, rồi chiến tranh hay là về phân biệt chủng tộc hay gì đó, những cái tin dạng dạng như Facebook ý, thì phải chịu trách nhiệm về cái thông tin của mình đưa lên. Tức là sau cái vụ việc này ý, thì Thái Lan là một cái đất nước mà họ chưa làm gì Facebook thôi, nhưng mà sau này nếu Facebook không cẩn thận thì sau này sẽ có một số cái đất nước họ sẽ buộc tội Facebook vì cái chuyện là tung cái tin đồn thất thiệt lên, ảnh hưởng đến cái quốc gia của họ, đúng không? Mà ảnh hưởng đến cả người dân của họ chứ, đúng không? Thế là máy bay đã có tư duy của lập pháp đấy, bởi vì theo những thông tin mình mới cập nhật ý, thì mới đây tại Đức thì các chính quyền của Đức đã đang xem xét đến việc là sẽ phạt Facebook mỗi lần mà mạng xã hội này để xuất hiện một tin đồn nhảm mà sau khoảng một thời gian mà không xóa kịp ý, thì sẽ bị phạt 500.000 euro. 500.000 euro á? 500 mỗi lần mà để cho một em cái... thấy là vẫn hơi ít so với số tiền mà Facebook kiếm được đấy. Nhưng mà thật ra cái này cũng rất là khó để Facebook của họ có thể kiểm soát được ấy, bởi vì cái lượng người dùng rất là nhiều, và cái chuyện mà lợi dụng một cái tin đồn thất thiệt để câu view rồi cái này kia thì có lẽ nó không phải xuất hiện từ bây giờ, rất nhưng, là lâu rồi. Nhưng mà thực ra là các chuyên gia bên nước ngoài ấy, người ta đang buộc tội Facebook là cố tình dung túng những cái thông tin thất thiệt như thế. Tại vì những cái thông tin thất thiệt, những cái thông tin về tiêu cực ấy mang sự lan truyền rất là nhanh, và cái đấy thì hoàn toàn có lợi cho Facebook. Như là vụ bầu cử Tổng thống Donald Trump vừa rồi, mọi người cho rằng là Facebook đã loan truyền những cái thông tin mà có lợi cho ông Donald Trump và bất lợi, thất thiệt và bất lợi cho bà Hillary Clinton, và làm cho người dân ở Mỹ họ cảm giác như là Donald Trump mới là cái người mà họ phải chọn. Hoặc là cũng như là Brexit ở Anh, người ta đã cho rằng là Facebook gây ảnh hưởng đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ tại Anh, là về việc là cái liên minh EU đấy nó không tốt này, rồi nó phải nên là dân họ mới chọn là Brexit, nên mới xảy ra cái chuyện Brexit. Bọn mình đã nhắc đến cái việc là sau đấy, sau khi Brexit xong thì mọi người mới lên Yahoo, Yahoo Answer và hỏi là Brexit là gì. Okay. Không biết về Brexit, không biết lựa chọn đấy là sai hay đúng, nhưng mà Facebook có thể đã làm cho họ lựa chọn mà họ không hiểu lắm. Không hề hiểu đúng không? Và phần tin thứ 3 trong cái I don't care này đó chính là Tech Award năm 2016 của VN Express à? Hay nói chính xác hơn là tờ báo số hóa, một trong những tờ báo công nghệ mà lâu năm và có uy tín nhất tại Việt Nam. Đúng rồi. Thì thông báo cho bạn tin vui là S-Channel cũng được mời đến cái sự kiện số hóa Tech Award này. Cái giải thưởng này thì anh cũng đã nghe khá là nhiều về nó ngay trước khi mà thời gian mà làm chuyên sâu công nghệ, kiểu làm review này ấy, đã bắt đầu nghe rất là nhiều rồi, và nó kiểu cảm giác như là đây là một cái giải thưởng khá là uy tín của Việt Nam mà để đánh giá những cái về công nghệ, sản phẩm nổi bật hoặc những thành tựu về công nghệ nổi bật ở trong năm qua. Em cảm giác như là nó là Red Dot của Việt Nam ấy nhỉ? Đúng rồi, anh biết nó cách đây mười mấy năm. Tức là đây là một giải thưởng lâu năm và uy tín, và càng ngày càng uy tín. Thì xin gọi đây là giải thưởng Zello Red giải thưởng Zello Dot của Việt Nam. Zello Dot
Red Dot sau thành Yellow Dot đi. Đây bà đây thì Yellow Dot ở Việt Nam. Yellow Dot. Và tất nhiên là bởi vì là một giải thưởng liên quan đến công nghệ, thế nên là các hạng mục bình chọn của nó thì cũng là những sản phẩm công nghệ nổi bật nhất trong năm. Ví dụ chúng ta thường có những hạng mục như là hạng mục về điện thoại này, rồi máy tính này. Máy tính bảng. Gần đây một vài năm trở lại khi mà bắt đầu có iPad thì bắt đầu có thêm hạng mục máy tính bảng. Máy tính bảng mà em nhớ là hình như năm nào iPad cũng được hay sao ấy. Và giải thưởng này uy tín tại vì nó rất sâu sát. Ví dụ như năm nay là một năm của cuộc chiến tập trung, vì thế mà có thêm một cái giải thưởng gọi là điện thoại dành cho giới trẻ. Và có một ứng viên em nghĩ là sẽ được, đó chính là Oppo F1S. Đấy, nhưng mà bởi vì cũng chẳng còn ai xứng đáng hơn nó. Tức là không những là tốt mà nó còn trẻ nữa đúng không? Nó đúng còn rồi, trẻ nó trung rất nữa trẻ. Đúng rồi. Nó là một cái điện thoại rất trẻ. Mặc dù là chịu nhiều điều tiếng trong năm, tuy nhiên thì Oppo F1S là một điện thoại quá thành công trên mọi phương diện luôn. Nó có thể là chịu nhiều điều tiếng nhưng F1S chắc chắn là một điện thoại cực kỳ thành công trong năm vừa rồi. Và nó đã đánh trúng hoàn toàn vào tâm lý của giới trẻ. Nhưng mà em cũng không biết đâu, có thi Z7 Prime lại được ấy. Không, anh thì dù anh không thích Oppo lắm nhưng mà anh nghĩ rằng Oppo F1S sẽ đạt giải. Em thích Oppo F1S chiến thắng cái giải này hơn tại vì em nghĩ là nó trẻ hơn cái Z7 Prime. Và Samsung thì họ đang được đề cử cho một cái giải khác và đặc biệt hơn, đó chính là cái điện thoại tốt nhất. Đấy thì Samsung cái điện thoại tốt nhất năm ấy, tức là ở xếp trên tổng thể là tốt nhất năm thì em nghĩ là năm nay S7S lại được. Năm ngoái là Note 5 hay sao? Năm ngoái Note 5 thì em nghĩ là năm nay S7S được. Thật ra Note 5 năm ngoái cái hồi ra năm ngoái ra mắt thì cũng khá là xứng đáng đấy nhỉ. Khá là xứng đáng khi mà lần đầu tiên chuyển sang mặt kính. Mà đến thời điểm bây giờ ấy, theo như những cái bài speed test mình thực hiện từ trước đến nay ấy, thì Note 5 vẫn là sản phẩm mà Samsung tối ưu tốt nhất từ trước đến nay. Trong cảm nhận như vậy, 4GB RAM của nó và đa nhiệm cực khủng hơn tất cả những điện thoại trước này của em thấy luôn. Thích nhất cái việc dùng điện thoại là nó không bị lỗi thời, và bây giờ nhìn Note 5 nó vẫn rất đẹp và hợp thời. Không hề có dấu hiệu lỗi thời nào luôn trong một năm. Mà nhìn nó kiểu ví dụ con trai mình sử dụng ấy, nó rất là phù hợp ấy, bởi vì nó rất là nam tính ấy, nó không hề bị nữ như là những điện thoại mà gần đây chúng hay xuất hiện. Đấy, nhưng mà bây giờ rất là nữ, và Note 5 thì lại đang giữ một vẻ thì nó rất là cường tráng. Và chắc chắn rồi, S-Channel sẽ tham gia cái giải thưởng này và đưa những hình ảnh trực tiếp về cho các bạn nhé. Sẽ rất hoành tráng đấy. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace. Nói chung là trong năm vừa qua thì cái cuộc chiến tầm trung này thì mình có thể kết luận lại rằng là năm 2016 là một năm của sáu củ và selfie. Sao lại thế này?